Ngọc Mai và Minh Thiện xin được kính chào bà con và quý khán giả đang xem chương trình 365 ngày chuyển động. Trước khi đến với thông tin chi tiết thị trường nông sản và không khí sản xuất của bà con nông dân Lâm Đồng, mời quý khán giả và bà con cùng điểm nhanh thông tin hôm nay. Sầu riêng miền Tây rớt giá nhưng người Sài Gòn vẫn phải mua với giá đắt gấp 3 lần. Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các miền, miền Bắc giá heo giảm, miền Trung và miền Nam thì tăng giá. Chủ động sản xuất cá tầm nước lạnh mang lại hiệu quả cao, nâng mức sống người dân. Lâm Đồng thử nghiệm giống khoai tây Hàn Quốc, lợi nhuận 100 triệu đồng một hecta một vụ. Kính thưa bà con và quý khán giả, thị trường heo hơi mặc dù đang diễn biến có lợi cho người chăn nuôi cả nước, nhưng giá heo hơi giữa các miền không đồng đều. Giá heo hơi ghi nhận tại khu vực miền Bắc tiếp tục giảm, trong khi đó có địa phương tại miền Trung tăng vọt tới 4.000 đồng. Và sau đây là diễn biến thị trường heo hơi cụ thể ở cả 3 miền được ban biên tập tổng hợp. Hiện nay, giá heo hơi tại miền Trung bất ngờ tăng giá 4.000 đồng lên 48.000 đồng một ký. Trong đó, tại các tỉnh Nam Trung Bộ, giá heo hơi nằm trong khoảng 43.000 đến 49.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại Tây Nguyên đang giao dịch trong khoảng 47 đến 50.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá giảm 1.000 đồng xuống còn 44.000 đồng một ký, một số nơi cao hơn. Nhìn chung, khu vực miền Bắc vẫn đang giao dịch heo hơi trong khoảng từ 44 đến 49.000 đồng một ký. Trong khi đó, khu vực miền Nam, nhìn chung, khu vực miền Nam vẫn là nơi có mức giá tốt nhất cả nước, khi giao dịch trong khoảng 48 đến 52.000 đồng một ký. Tại An Giang, Tiền Giang là 52.000 đồng một ký. Các địa phương còn lại như Bình Phước, Sóc Trăng, mức giá 48 đến 49.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Vũng Tàu giao dịch với mức 50.000 đồng một ký. Tại Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, giá heo hơi cao hơn, giao động trong khoảng từ 51 đến 52.000 đồng một ký. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân tại huyện Đơn Dương gieo trồng trên 8.750 hecta rau thương phẩm, trong đó chủ yếu là các loại rau như cải thảo, bắp sú, cải dưa, xà lách. Từ đầu tháng 11 cho đến nay, do thị trường tiêu thụ chậm, thêm vào đó sản lượng rau từ các tỉnh miền Bắc đưa vào thị trường miền Trung để tiêu thụ ngày càng nhiều, nên hầu hết các loại rau đều giảm giá từ 1.000 cho đến 2.500 đồng một cây so với tháng trước. Hiện nay, thương lái mua bắp sú tại vườn giá 3.000 đồng một cây, cải thảo chỉ còn 1.000 đồng một cây, riêng rau ngò thì cũng chỉ còn 1.000 đồng một ký. Được biết, toàn huyện hiện có trên 2.500 hecta rau đã và đang vào mùa thu hoạch, nhưng thu nhập từ cây rau thương phẩm giảm hơn so với thời điểm này năm ngoái. Kính thưa bà con và quý khán giả, trong khi sầu riêng tại miền Tây đang rớt giá, thì người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải bỏ số tiền khoảng 120.000 đồng để mua 1 ký sầu riêng, đắt gấp 3 lần tại vườn mới có thể thưởng thức được loại trái cây này. Giá cao nên người tiêu dùng cũng rất là ngán tiền và theo ghi nhận thì sức mua vài ngày qua tại các sạp chuyên kinh doanh sầu riêng ở thành phố Hồ Chí Minh không còn nhộn nhịp và đắt hàng như thường ngày. Nhiều khách hàng sau khi hỏi giá thì cũng lặng lặng mà bỏ đi. Tuy nhiên thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thị trường tiềm năng để nhà vườn miền Tây khai thác. Nhiều người cũng tính đến chuyện tự vận chuyển sầu riêng lên thành phố Hồ Chí Minh để bán, lo đầu ra cho mình. Tuy nhiên thì họ không có nhiều kinh nghiệm tại thị trường này nên phải bán qua thương lái. Một tuần trở lại đây, nông dân các tỉnh nổi tiếng về trồng sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long đang phải đau đầu vì giá sầu riêng trái mùa đột ngột giảm mạnh. Mức giá thương lái thu mua được cho là thấp kỷ lục, chỉ còn khoảng 40.000 đồng một ký sầu riêng loại 1. Trong khi các chủ sạp tại thành phố Hồ Chí Minh bán ở mức khá cao, từ 90 đến 120.000 đồng một ký loại 1. Hàng loại 2, loại 3 không đẹp và bắt mắt bằng thì từ 80 đến 90.000 đồng một ký. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre là ba tỉnh trồng sầu riêng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích khoảng 15.000 hecta, sản lượng trung bình hơn 70.000 tấn một năm. Tri Sáu, Chính Hóa, Mông Thon là những giống sầu riêng cho năng suất cao được trồng ở khu vực này. Trước tình hình biến động giá cả và khó khăn về đầu ra, tỉnh Tiền Giang đã có kiến nghị với Trung ương để xem xét, tháo gỡ và đàm phán về tình hình tiêu thụ, xuất nhập khẩu sầu riêng giúp nông dân. Nguyên nhân sầu riêng rớt giá thì ai cũng rõ là do sức mua của Trung Quốc có nhiều biến động. Trung Quốc đang tăng cường nhập rau quả chính ngạch thay vì là tiểu ngạch như thời điểm hiện nay. Và cùng với cảnh ngộ rớt giá thấp thì còn có nhà vườn trồng cây có múi ở miền Tây. Giá cam các loại do sản lượng nhiều nên cũng khó bán. Thương lái thì
không mua hoặc là mua với số lượng rất ít. Và nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cây có múi mà cách đây 10 năm, câu lạc bộ làm vườn ở xã Tân Phước, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp được thành lập. Qua ngần ấy năm thì các thành viên của câu lạc bộ vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng để báo cáo kết quả sản xuất của mình. Và ghi nhận từ cộng tác viên chương trình gửi về cho chúng tôi, xin được mời bà con và quý khán giả cùng xem. Năm 2008, câu lạc bộ làm vườn xã Tân Phước được thành lập với 16 thành viên, đa số là những nhà vườn giàu kinh nghiệm trồng cây có múi. Ban đầu các thành viên còn ngại chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, nhưng dần dà họ gắn bó với nhau như anh em trong nhà. Những thành viên trong câu lạc bộ đều ứng dụng những cái thành tựu khoa học kỹ thuật hoặc là sử dụng phân bón để áp dụng cho vườn tược mình đều có hiệu quả. Thì năm rồi vận động cũng được 80 triệu để mà cho hai hộ. Hỗ trợ mỗi hộ thì mới lập vườn còn thiếu vốn, còn yếu kém thì đầu tư về kinh nghiệm kỹ thuật và còn hỗ trợ vốn để cho làm. Đây là vườn quýt đường đang cho trái trên 2.000 mét vuông của anh Lê Văn Hiền ở xã Tân Phước. Cách đây hơn một năm, anh Hiền được nhận vốn xoay vòng từ câu lạc bộ với số tiền 40 triệu đồng để đầu tư phát triển vườn của mình. Sau một năm chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các thành viên giàu kinh nghiệm, đến nay anh Hiền đã hoàn vốn cho câu lạc bộ. Được cái là rất là một là do mình học hỏi kinh nghiệm anh em chia sẻ nhau, hai là hùng vốn để mình giúp cho anh em giúp qua giúp lại là một là hai là đầu tư phân thuốc và về thực vật, hai là mình vô đất mặt đồ. Với trên 16 hectare trồng cây có múi, các thành viên trong câu lạc bộ làm vườn xã Tân Phước đang tích cực liên hệ với các nhà khoa học để tìm giải pháp điều trị có hiệu quả bệnh vàng lá thối rễ, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho trái cam, quýt của câu lạc bộ khi đã được chứng nhận Việt Gáp. Câu lạc bộ được chứng nhận Việt Gáp năm 2018-2020. Đây là điều kiện để sản phẩm được ký kết tiêu thụ, nâng giá thành và thu nhập của người dân lên. Thưa quý vị và bà con, ngoài tập trung phát triển kinh tế gia đình, câu lạc bộ làm vườn xã Tân Phước còn tích cực đóng góp kinh phí, thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Đây được xem là mô hình liên kết mang lại hiệu quả cao cho nhà vườn và được ví như là ngôi nhà chung thứ hai của 16 thành viên anh em. Đó chính là hiệu quả thực tế đã mang lại. Nó chứng minh rằng nếu như bà con biết liên kết lại, giúp đỡ nhau sản xuất, thì đầu ra sản phẩm rất khó bị ùn ứ và bí thị trường. Và chúng tôi xin được tiếp tục với tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Kính thưa bà con và quý khán giả, nuôi cá nước lạnh thành công sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú như chơi. Nói điều này để khẳng định giá trị của cá nước lạnh cao như thế nào. Một số nơi có ao hồ suối thì mới thích hợp nuôi được loài cá này. Đối với nuôi cá tầm nước lạnh thì nghề này đang phục hồi ở tỉnh Lâm Đồng. Người dân và doanh nghiệp đã làm chủ được công nghệ sản xuất con giống tại chỗ, mang lại hiệu quả cao. Việc cá tầm nuôi ở tỉnh Lâm Đồng có tốc độ phát triển khá, tỷ lệ hao hụt ít là do các cơ sở nuôi đã chủ động một phần về nguồn giống. Trước đây các cơ sở phải nhập cá tầm giống từ nước ngoài, hiện nay chỉ mua trứng cá đã qua thụ tinh rồi về tự ấp nở và ươm nuôi thành cá thương phẩm. Cách làm này giúp cá tầm thích nghi tốt hơn với khí hậu và môi trường. Quy hoạch nuôi cá nước lạnh của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 là sản xuất được 2.000 tấn cá tầm và khoảng 1.000 tấn cá hồi. Việc làm chủ được công nghệ sản xuất giống, giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cá tầm Lâm Đồng là cơ sở để vực dậy nghề nuôi cá nước lạnh đầy hiệu quả này. Hôm trước chúng tôi có thông tin là Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa ở đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt có tổ chức liên kết với các nông hộ tại Đức Trọng, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và tại các vùng nông nghiệp khác ở tỉnh Đắk Lắk để sản xuất khoảng 100 hectare khoai tây Ru Bắc, Hàn Quốc trong vụ đông xuân 2018-2019. Và phóng viên của chúng tôi đến ghi nhận thông tin cụ thể từ Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa như sau. Trước đó, giống khoai tây Đu Bắc đã được trung tâm trồng khảo nghiệm thành công ở Đà Lạt với các huyện phụ cận. Thời gian chăm sóc thời vụ khoảng 95-100 ngày, thu hoạch đạt từ 8-10 củ một cây, năng suất trung bình hơn 27 tấn một hecta, lợi nhuận hơn 100 triệu đồng một hecta mỗi vụ. Từ kết quả này, giống khoai tây Đu Bắc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận cho sản xuất tại các vùng Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Hồng kể từ cuối tháng 10 năm 2018. Trong khi đó, huyện Lạc Dương năm 2018 gieo trồng đạt 12.000 hectare, vượt 2% so với kế hoạch
và tăng 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, diện tích cây rau đạt gần 4.760 ha, hoa hơn 1.040 ha, tăng lần lượt so với cùng kỳ là 20% và 12%. Thưa bà con và quý khán giả, hiện nay cà phê giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, nông dân thì cần phải biết cách chăm sóc để đảm bảo được năng suất và chất lượng. Tuy nhiên điều này không phải ai cũng nắm được, chỉ có những nhà vườn nhiều kinh nghiệm thì mới biết được cách xử lý. Để giúp cho những nhà vườn có thêm những kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc cà phê chuẩn bị thu hoạch, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ngành chức năng đảm bảo cà phê chất lượng. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Bà con và các bạn thân mến, chúng ta đang chuẩn bị bước vào niên vụ cà phê mới và đây là thời điểm rất quan trọng để giúp cho cây cà phê vào nhân chắc hạt và cũng có rất nhiều những lưu ý để bà con nông dân có thể thu hoạch được một vụ mùa cà phê như ý. Vậy phải làm như thế nào? Mời bà con cùng gặp gỡ với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Đầu tiên là xin kỹ sư cho biết những vấn đề lưu ý trong thời điểm hiện tại đối với niên vụ mùa này ạ. Một số cái lưu ý mà chúng ta phải cần cũng quan tâm đến cái cây cà phê, thời điểm là cây cà phê bắt đầu là vào nhân chắc hạt. Thứ nhất là chúng ta phải phát hiện kịp thời những cái dịch hại, đặc biệt là những cái bệnh như nấm khô cành khô quả cũng như nấm hồng, thì chúng ta nên là cắt tỉa những cái cành cũng như là những cái chùm quả bị bệnh chúng ta gom tiêu hủy. Thì vào thời điểm này thì cây cà phê rất cần các yếu tố đa lượng, chẳng hạn như là cái phân kali thì để giúp cho nhân sẽ hình thành cũng như là chắc hạt hơn. Ngoài ra còn một số cái trung vi lượng thì sẽ giúp cho cây sẽ kháng được một số cái bệnh hại khác. Và cái bên cạnh đó thì chúng ta nếu mà cái thời tiết cũng như là cái điều kiện bệnh, áp lực bệnh phát triển nhiều thì chúng ta cũng nên sử dụng một số cái loại thuốc về thực vật chúng ta phòng trừ bằng đối với những cái bệnh như khô cành khô quả cũng như bệnh nấm hồng. Chúng ta chú ý là vào cái thời điểm chúng ta phun thuốc thì chúng ta nên là dự kiến cái lịch thu hoạch của chúng ta đến thời điểm nào thì chúng ta ngừng sử dụng thuốc thực vật trước là 30 ngày để tránh hiện tượng là dư lượng thuốc thực vật ở trên cái nông sản cà phê chúng ta, và tăng cường cái lượng hữu cơ được hai cho cây cà phê để cây cà phê có tính kháng được cái hạn cũng như là kháng được cái sâu bệnh hại trong cái thời điểm mùa khô sắp tới. Vâng, thưa kỹ sư, hiện nay thì chất lượng cà phê cũng đang là một trong những vấn đề được người nông dân cũng như là người tiêu dùng trên cả nước rất là quan tâm. Vậy thì để có được những hạt cà phê chất lượng thì bà con nông dân cần phải làm gì trong thời điểm mà chuẩn bị thu hoạch? Thì để mà đảm bảo được cái chất lượng cũng như là nâng cao cái chất lượng của ngành hàng cà phê thì trong cái đó thì có các bước thu hoạch tốt ở trong cà phê như hiện nay cũng đã được ban hành và cũng như cũng đã được khuyến cáo trên các cái thông tin tuyên truyền đại chúng bằng các cái địa phương trồng cà phê nhiều của tỉnh như hiện nay. Thì các cái bước mà để mà thu hoạch tốt thì gồm có cái quan trọng nhất đó là cái tỷ lệ trái chín ở trên vườn, và khi mà chúng ta chuẩn bị vườn chúng ta hái thì phải đạt theo cái tiêu chuẩn là trên 80% số trái chín thì mới đảm bảo được cái chất lượng. Ngoài ra thì cái cách hái cũng như là cách bảo quản lưu trữ trong quá trình hái cũng như là cái sơ chế. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của kỹ sư. Chăm sóc cà phê giai đoạn thu hoạch vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Rất cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con vào chương trình 365 ngày chuyển động ngày mai.